10 vận quân nhà Đường mới khuất phục nổi vua Đen nước Việt. Mai Thúc Loan nổi tiếng là người có sức khỏe, thông minh, tài trí hơn người và là một trong những đô vật nổi tiếng khắp vùng. Trước họa đô hộ và bóc lột của nhà Đường, Mai Thúc Loan đi khắp vùng miền núi đến miền biển để mưu nghiệp lớn cứu nước cứu dân. Ông xây dựng lực lượng lên đến 40 vạn quân. Năm 713, Mai Thúc Loan chọn làng Vạn An làm đại bản doanh, dựng cờ khởi nghĩa và sớm lật đổ toàn bộ ách thống trị của nhà Đường, giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Ông xưng đế, tục gọi là Mai Hắc Đế. Năm 722, nhà Đường cử Dương Tự Húc đem 10 vạn quân sang đàn áp. Mai Hắc Đế thua trận, quân giặc điên cuồng tàn sát nghĩa quân và nhân dân.